Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Gái Bản của mình. Tập phim hôm qua thì các bạn đã biết là nhà của bé Sao sẽ được chuẩn bị trong thời gian tới, có thể là ngày mai, ngày kia các bạn. Hôm nay thứ bảy cuối tuần thì khách rất là đông nên là mình phải ở nhà để quay một cái thước phim thứ bảy ở nhà sàn Gái Bản có những cái gì đặc sắc. Hôm nay thì có 2-3 đoàn họp lớp cơ các bạn ạ. Buổi trưa nay thì có một đoàn đang chơi ở đây, mình vào ghi hình cho tất cả các bạn cũng biết. Cái kỷ niệm khóa này là khóa 89 này, là bằng tuổi mình này. Các bạn tụ họp được đông cái này chơi rất là vui. Mình ghi hình lại cho một chút khoảnh khắc của các bạn. Ba nữa rồi, bây giờ tôi cần ba nam. Tại nhà sàn thì buổi trưa rất là đông nhưng mà đội các bạn đến trước chơi trò chơi. Rồi, một nam rồi. Cái này là còn xếp mâm thôi nhé, nếu mà chưa xếp mâm còn rộng rãi chơi thoải mái luôn đấy. Rồi, hôn nhau á. Để xem mấy cái trò của là. Vâng, bây giờ mời bạn đứng sau đây ạ, các bạn đứng sau đây. Của các bác này, của các bạn này xem. Vâng, thực ra thì ở trong một tập thể, chúng ta luôn luôn có sự đồng hành của tất cả các bạn. Chúng ta cùng giúp đỡ nhau trong học tập cũng như trong cuộc sống về sau này nữa. Và đặc biệt hơn là chúng ta có những người thầy, người cô luôn theo dõi cũng như giúp đỡ chúng ta trong suốt quá trình học tập. Và đặc biệt là khi chúng ta trưởng thành. Và ở trò chơi này, nó sẽ đúng với những tên gọi đó. Tên gọi, trò chơi với tên gọi giàu vì bạn, sang vì cô giáo chủ nhiệm. Giàu vì bạn, sang vì cô giáo chủ nhiệm. Và ở trò chơi này, MC sẽ đưa ra một yêu cầu. Và nhiệm vụ của 6 người chơi chúng ta là phải nhanh chóng di chuyển xuống sân khấu để mượn, lấy hoặc cướp những đồ vật đó mà các bạn có thể thấy ở trên người của các bạn mình đang ở dưới. Nhanh chóng di chuyển xuống sân khấu, lấy giúp MC một chiếc một chiếc thắt lưng ạ. Vâng ạ, một chiếc thắt lưng, lấy giúp MC một chiếc thắt lưng ạ. Một chiếc thắt lưng ạ. Ba, hai, bên rồi, một, hai, đã hai người rồi. Ba, đâu ạ, một chiếc thắt lưng, bốn, năm, đâu ạ, cướp không cho cũng cướp. Sau khi bạn, bạn phải giúp. Giàu vì bạn, sang vì bạn phải giúp tôi, bạn không giúp tôi là tôi lộn. Rồi, hoàn thành con chơi đầu tiên, tuyệt vời. Đâu là sản phẩm các bạn rồi, giơ tay. Đây là thắt lưng máy, rồi chấp nhận. Rồi, ở phần chơi này bạn Đinh Thị Tình là người chơi thắng cuộc đầu tiên. Rồi, bây giờ mời các bạn để sản phẩm của mình ra ngay phía sau, đứng của mình. MC nhờ 6 người chơi nhanh chóng di chuyển xuống sân khấu, lấy giúp MC 3 sợi tóc bạc, 3 sợi tóc bạc, 3 sợi tóc bạc. Bây giờ thế nào đây? 3 sợi tóc bạc à? Trời ơi! Bạn mình lựa cô giáo, lựa chọn cô giáo đã chuẩn quá rồi. 3 sợi thôi, tôi chỉ cần 3 sợi tóc bạc thôi ạ. Chứ tôi không lấy những sợi khác nha. 3 sợi tóc bạc. Liêu ơi, cô giáo kiểu tóc bạc cho cô giáo luôn. Không sao cả, nhanh lên, hình thằng ơi. Thắng người thắng cuộc rồi. Đâu ạ? 1 sợi, 2 sợi, 3 sợi, rất chuẩn. Bạn lấy ở đâu mà nhanh vậy? Đâu rồi, đâu rồi? Ok, đây em xin kiểm tra. 3 sợi các bạn. Ok. Anh ơi đi đâu đấy? Vẫn chưa tìm thấy à? Thắt lưng thì không cho mượn, bây giờ tóc bạc cũng không cho nhổ. Đâu à, tóc bạc đã có chưa? Đấy, cứ tìm ở đâu xa, gần ngay trước mắt. 5 người rồi, vẫn là bạn Cường chưa về đến nhà.
anh vẫn đang mệt mày. Anh cười là thở tóc ấy. Thở tóc là nhổ tóc, không phải nghệ thuật thì rất là lâu. Ba sợ chưa? Rồi các bạn xuống đây bàn cờ. À. Xin mời các bạn chúng ta giơ tóc không? Ba giơ tóc bạc mày lên đi ạ. Rồi tôi sau khi tôi kiểm tra tôi thấy là còn ai còn nhổ vội quá, còn lấy cả nhổ tóc đen của bạn này. Rồi, ba sợi. May quá. Ở nhiều lớp khác tôi thấy nhổ mấy cái sợi nó còn săn tít cơ. Ngắn thì còn săn cơ. May mắn lớp mình toàn tóc thẳng đẹp. Ở phần trên này, người thắng cuộc được bạn gì nhỉ? Định, bạn Định. Bạn Định là người thắng cuộc, một tràng tay thật lớn đó. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với lượt 3. Lấy giúp MC ạ, một chiếc áo phông ạ. Một chiếc áo phông. Lấy giúp MC một chiếc áo phông ạ. Đó, đó. Vâng. Vâng, tay người thứ 2. Dạ vâng, với còn ai ạ, còn ai, 2, 4, 5. Đó bạn đi. Vâng, tự nguyện giơ tay để nhìn con đồ. Vâng ạ, à, với 6 chiếc áo phông và 6 chiếc thắt lưng, tôi thấy một số bạn là không dám đứng dậy và cũng đang phải chết đi rồi. Vâng, 6 chiếc áo phông ra lên ạ. Cảm ơn các bạn ở phía dưới đã hỗ trợ rất nhiều. Tiếp theo để áo xuống nào. Tôi xin phép tuyên bố người thắng cuộc là bạn Lý Thị Tê. Ba con thường của bạn Tình là sẽ được 5 người chơi còn lại ôm hôn thắng tiếc. Bạn Nam bế lên đi ạ. Đó bạn Nam lên rồi, bế bạn đi lên. Ôi xời, ôm hôn thắng tiếc. Rồi, chào bây giờ xin mời cảm ơn 6 người chơi rất nhiều. Và bây giờ mời các bạn chúng ta mang sản phẩm xuống trả lại cho các bạn. Ban tổ chức chúng tôi sẽ cung cấp là những bộ váy và tất cả để cho các bạn nữ lựa chọn. Và các bạn nữ, các bạn nữ sẽ có 1 phút để lựa chọn trang phục phù hợp và màu tóc phù hợp cho các bạn nam. Chờ. Rồi, chúng tôi có nhiều bộ để lựa chọn, từ to đến bé. Rồi, chúng tôi có thể thấy các siêu mẫu đang trở lên xinh đẹp hơn rồi. Rồi, tóc phải đẹp nha, tóc phải đúng mái rồi mà. Đề nghị các siêu mẫu chúng ta không được quay clip vào này, hiểu không? Vâng, các siêu mẫu vẫn đang được các bạn nữ là hóa trang. Này rơi luôn. À đây rồi. Em cấp cho các siêu mẫu một vài quả bóng đi. Chúng tôi có bóng ạ. Chúng tôi có bóng. Chúng tôi có bóng để cho các bạn nữ hô chưa? Đâu rồi, các bạn nữ mà hỗ trợ người mẫu đâu rồi? Chúng tôi có bóng ạ, à, để các bạn. Dạ vâng, và bây giờ sẽ là đến vào các phần thi của cuộc thi siêu mẫu của lớp 12 năm ngày hôm nay. Và phần thi đầu tiên đó là phần thi giới thiệu bản thân. Vào phần thi này, nhiệm vụ của các bạn nam là sẽ giới thiệu về bản thân mình, tên là gì, yêu màu gì, ghét màu gì. Đấy. Và rồi là các bạn có người yêu chưa, hoặc cái gì đó. Đó là các bạn nữ sẽ hướng dẫn cho các bạn siêu mẫu của chúng ta giới thiệu như nào cho hay nhất. Và điều chú ý ở đây là các siêu mẫu không được nói bằng giọng thật, giọng nam của mình.
mà phải nói giọng nữ giống thật nhất. Xin chào. Xin chào các bạn 12 Long. Mình là Lily Trang. Mình đến từ Hàn Ma Dốc. Mình đang hứa giọng. Mình tên là mình yêu màu hồng và thích sự thủy chung. Số ba gì mình không một. Xin mọi người ủng hộ cho mình nhé. Cảm ơn phần giới thiệu của số danh 01. Mời số danh 01 đứng về với đồng đội của mình. Và bây giờ một tràng pháo tay lớn dành cho số danh 01. Xin chào tất cả mọi người. Mình tên là Tạ Thị Hồng Thái Trung. Sở thích của mình là vấn đề sở thích của chị em phụ nữ không không đại không 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 siêu mẫu và số danh 03 năng khiếu nào hip hop ạ. Vâng, rơi cả 1.000 rồi. Vâng, rơi tiếp rồi. Vâng, rơi tiếp ạ. Vâng, số danh 03 với rất nhiều tàu 1.000. Có vẻ anh sexy lên à, sexy lady lên, sexy lên được mà khán giả, số bao tay không mời nào, số bao tay không mong chờ nhất đây rồi, không mời đây. Giờ chiều các bạn ạ. Buổi trưa thì đông như thế, buổi tối là gấp đôi các bạn ạ. Đây là có lẽ là một cái tối buổi tối kỷ lục đông, gọi là đông nhất từ trước đến nay. Số lượng nó có tăng dần đều các bạn, đến thời điểm hiện tại là có lẽ là nó là một buổi tối đông nhất. Gần 20 mâm cỗ. Đấy, buổi trưa thì chục mâm, buổi tối là gấp đôi. Và khách ngủ nhà này là bao luôn cả sàn, thế coi như là kín luôn các bạn ạ. Trên này là ngủ kín này, sàn kia là chục mâm, trên này 5 mâm sinh nhật, ở dưới là mâm điều hòa, còn mấy mâm nữa, thế coi là kín. Nếu mà ở đây mà không ngủ ấy, thì mình vẫn xếp bàn ăn ở bên này được, nhưng hiện tại là
đã có khách bao sàn là coi như ở bên này là không được xếp đồ ăn nữa. Bên này là không, mà mình cũng ít khi xếp ở bên này lắm. Hay bảo chị ạ. Bao nhiêu người ngủ nhà dân nhỉ? Bao nhiêu người ngủ? 13, 14 người. 13, 14 người thì... Đây. Chị à quét dọn. À, tí nữa này. Giải đệm. Ok. Khách bắt đầu đến rồi đây này. Lên quay cho các bạn một cái buổi mà tắm suối. Tắm suối mình nghĩ là hôm nay chắc chắn là cũng rất là đông đấy. Đây, lên từ bên này sang bên kia xong xuống. Đoàn này đoàn phượt à. Có hai cô gái Thái xinh chứ. Bi không ném đâu Bi nhá. Bi ơi. Đây là một tiệc sinh nhật. Ngồi full này. Tại vì mình ưu tiên cái bên ngoài để làm cà phê, để ngồi uống nước. Thế nên là không gian của cái nhà này nó chỉ được 5 bàn này thôi. Là full rồi. Ơi. Hả? Đồ á? Em nghỉ đây à hay không nghỉ? Em nghỉ á? À em ở... Em để đồ ở trong lễ tân này này. Tí nữa để tí nữa anh xuống anh bảo em cứ cởi đồ hết đi. Giờ này nghỉ thì cũng không có ấy rồi. Không có chỗ thì nghỉ rồi. Trên nhà hôm nay là full luôn à cún. Full bàn luôn đúng không? Kia còn thiếu một bàn kìa. 1, 2, 3 4, 5, 6 7, 8, 9, 10. Đây còn thiếu một bàn, 11 bàn đúng không? Vào đi, lại còn ngại à. Trời ơi. Bảo cô mua ấy chưa? Bảo cô mua cái giỏ đựng bát hoặc là... Hay đứa nào chạy phi xe nhanh nhỉ? Chạy ra Thanh Cường mua nhỉ? Phương đi. Chạy hết tốc độ đi. Nhá. Đi về luôn nhá, đang đông khách nhưng lại dở ra đấy. Ok. Giờ mình đấy bên dưới họ điều hòa cũng vào rồi. Bây giờ mình sẽ đi ra suối để cho các bạn biết là một ngày hôm nay có lẽ là ngày đông kỷ lục đấy, tắm suối đấy. Em ngày nào xem mà. Hai người đẹp đến từ đâu đấy? Xem anh từ đợt đi làm đường Làng Tống là đầu tiên. Từ Làng Tống rồi, thế phải 4-5 năm mà. Ở đâu hai bạn ở đâu? Bọn em là đi đoàn Hà Nội, bọn em đi đợt này là em đi tỉnh Yên Bái ấy. À. Thì là em chủ đích là qua đây. Ừ. Chơi mọi người. Thế là lên phượt ở trên này cái gì? Vâng. Đi okay. Trang xong rồi có lên, anh Trang đồn đấy á. Vâng. Trang đồn. Em xem cái tập anh review ấy. Đúng rồi. Thế là đúng rồi. Có anh bí thư xã anh cũng giới thiệu vào đây luôn, thế là em bảo em đặt đây rồi. À thế à. À anh Huân đấy quá à? Vâng, Huân anh nào? Ok. Cảm ơn TV của em thấy. Tối nay, đây là người yêu à? Vâng, người yêu. À. Đoàn em từ đây. Đoàn đây à? Úi, sướng rồi, hôm nay đông chứ. Em đặt homestay thì em đặt bên công trường á. Hôm nay nhà anh cũng bao hết sàn rồi. Ôi ôi. Hôm em hỏi anh mà, hôm em hỏi là nếu mà ở đây thì kiểu nó có kiểu... riêng hết được không ấy, nhưng mà ở cái phòng khác thì sợ các bạn kia không quen. Ở bên kia luôn. Các bạn trẻ này thì thích kiểu phòng này, đúng ngày 27 nữa là... phòng đôi lứa. Dần dần mai sau anh sẽ làm những cái phòng nó riêng ấy. Vâng. Cho các cặp đôi. Không biết em xem cái tập cầu bị sạt lở ấy, còn ta chơi. Ờ. Không luôn. Không luôn á. Em
anh ý là mở từ cái tập mà sơ khai như nào ấy. Cái này chơi em cái đập mà lúc hồi đầu cái cầu nó gỗ nó như sập sập ấy. Nếu mà cho em đi cái cầu thì em cũng sợ lắm. Mà đâu phải ấy nhá, sức khỏe có nhá, không là lạnh cảm ấy nhá. À thế là dần phượt đây rồi ấy các bạn. Hôm nay có lẽ là một ngày đông ác nghiệt đấy. Cái này đông ồ dã man thật. Ui đông thế. Hôm nay là thứ bảy nên là anh phải ở nhà vì đông khách lắm. Anh hết khách về 9-10 giờ cơ. 10 trơn đấy, ngã đấy. Nào ok tắm đi nhá. Ok đây các bạn ạ, ngày thứ bảy này. Chắc là mình từ đầu đến bây giờ, thời điểm hiện tại bây giờ chắc là hôm nay là đông, có lẽ là đông kỷ lục ấy, kỷ lục đông ấy. Đây các bạn quay quay cho các bạn nhìn từ trên đuôi ô tô xuống kìa, mấy trăm người ở cái đoạn này luôn, dã man thật. Đây là đoàn Hà Nội. Tí vào ăn cơm nhà mình, hôm nay có một đoàn Hà Nội, đoàn Yên Bái. Nói chung đông á. Trưa nay một đoàn Bắc Ninh không biết vào đây chưa. Đoàn Bắc Ninh, Hà Nội, 2-3 đoàn ấy. Khách du lịch rất là nhiều luôn. Đấy. Quay những cái cảnh này cho các bạn biết là ở Nghĩa Lộ không một điểm du lịch hấp dẫn như thế này mà các bạn bỏ qua thì hơi bị tiếc luôn các bạn ạ. Wow. Mát. Nước này tắm thì phải nói là mát, cực kỳ mát luôn đấy. Ui, đã thật. Ở đây được cái nó vừa sạch, nó vừa là free. Ở Nghĩa Lộ này rất là nhiều các cái bể bơi, nhưng mà để mà nói về độ đông ấy thì không có chỗ nào bằng ở suối này đâu. Ở bể bơi thì nước nó đọng và nó không được mát như nước ở đây. Sướng thật. Anh tắm xong rồi anh? Xong rồi à? Lạnh lắm. Lạnh lắm. Tắm một tí là phải lên đấy. Mới xuống thì lạnh nhưng mà xuống rồi đấy bình thường. Đúng rồi, mình xuống phát nó quen. Đừng có nửa người này nó mới khó chịu. Rét. Dạ. Cái cỏ nhung kia. Nhưng mà thấy cỏ này hay hơn. Cái cỏ này nó bền mà. Bền. Bền. Đi lập. Chăm mà phải cắt, cái này chả phải cắt gì. Thoải mái luôn. Một đoàn khách đến từ em đến từ đâu nhỉ? Hà Nội ạ. Hà Nội à? Em cho anh hỏi tí. Em đến từ đâu? Em đến từ Hà Nội ạ. Đứng lên không? Cần đứng lên không? Đứng lên lạnh lắm ạ. Ok, đến từ từ quận nào? Ba Đình ạ. Ba Đình Hà Nội. Hôm nay đến đây là đến suối Nghĩa Lộ cảm nhận như nào? Mát không? Mát lạnh. Và đẹp nhưng mà mỗi tuần nó chảy hơi, lúc này nó hơi xiết hơn lúc đấy một lúc. Xem cái video trước ấy thì em thấy cái dòng nó bé thôi. Đến đây thì to mà không, em nghĩ là có cả không nghĩ tưởng mỗi bờ bên kia. Thế đến đây anh mới biết là có cả bờ bên này. To nhỉ, to này, to đấy. Biết bơi không đây? Có ạ. Nhưng mà ở đây thì em, không bơi được. Em có một sáng kiến ý kiến như này là nhà anh ấy cho thuê phao.
Tây Phao nữa, tại vì ở đây mọi người rất là thích nghịch, mà thứ hai là nhưng mà cái sỏi đá ở dưới mọi người không chắc chắn nên cũng không dám bơi ấy. Nên là Tây Phao, có chơi phao thêm được thì là thích. Ok, thế để hôm nào anh sẽ nghiên cứu về cái phao nhỉ. Anh là chủ kênh à? Mẹ em tối nào cũng lên bản xem nha, xem qua TV, tại vì mẹ em say xe không đi được. Nên tối nào cũng chào mẹ đi, tối nay xem đấy. Không, tối nay sẽ bảo mẹ em mở kênh khác. Lên lâu chưa em, lên lâu chưa? Bọn em lên từ hôm qua. Hôm qua trải nghiệm được những gì ở Yên Bái rồi? Đi lên trên Mù Cang Chải rồi ạ. Quay vào đây em. Em đi Mù Cang Chải, đi sống lưng khủng long này. Đi chỗ đồng ở Kim Nội ấy. Mát. Ruộng bậc thang. Ruộng bậc thang Kim Nội đấy. À đúng rồi, ruộng bậc thang Kim Nội. Xong rồi lên cả cái cột tảng đá cao cao ấy. Đấy là sống lưng khủng long. Thế còn lịch trình là đi đâu tiếp? Yên Bái nữa. Thực ra bọn em có nhiều lịch trình, nhưng mà với cả hôm qua bọn em cũng ở lại cái resort đó, Lê Trăm và Tú Lệ. Còn hôm nay thì là xuất phát là đi, vì hôm nay là 27 tháng 7 nên bọn em đi viếng cái đài tưởng niệm. Đài tưởng niệm ở Căng Bà Đồn đúng không? Đúng rồi, là từ video của anh là bọn em đi nhau. Với cả bình thường là trước cửa nhà em ý là có nghĩa trang liệt sĩ, nên là năm nào kiểu nhà em cũng phải ra kiểu để mình thắp hương tưởng niệm ấy. Nên là năm nay không đi được mà đi du lịch, nên thêm đi này là rất là ý nghĩa. Mình không cảm thấy áy náy hay gì nữa. Tối nay có thưởng thức ở nhà sàn ẩm thực anh không? Có, tối nay mà nhà anh mà. Ok, xin được cảm ơn em nhé. Chúc em có một chuyến đi vui vẻ. Trải nghiệm. Nhớ chỉnh cho nó xinh xinh. Em muốn chỉnh cái gì? Em muốn cái gì nào? Ok, xin được cảm ơn em nhé. Ok, cảm ơn đoàn khách rất là nhiều. Đấy, những cái trải nghiệm rất là tuyệt vời từ những bạn trẻ đến từ Hà Nội. Họ đã đi xuyên từ Mù Cang Chải xuống Tú Lệ và bây giờ đến Nghĩa Lộ. Và lịch trình là rất là nhiều điểm của Yên Bái rồi. Vừa rồi bạn gái cũng đã liệt kê được một phần nào những cái điểm du lịch hấp dẫn ở tỉnh Yên Bái rồi đấy. Các bạn mà trong cái thời gian dịp hè này mà có thời gian để đi du lịch thì sẽ hãy trải nghiệm những cái điểm du lịch hấp dẫn đấy nhé các bạn nhé. Bây giờ thì mình sẽ di chuyển tiếp xuống phía dưới để cho các bạn nhìn thấy cái độ đông khủng khiếp của cái điểm du lịch hot này, mới rất là hấp dẫn. Ngày trước ấy thì có dân bản địa thôi, nhưng mà từ khi là mình đưa lên nhiều các thông tin và anh em YouTube hôm mà khánh thành nhà sàn ẩm thực cái bản ấy thì tất cả các kênh đều quay lên, thì những đoàn khách du lịch từ khắp mọi nơi đều biết đến cái điểm suối này, và bây giờ là rất là nhiều khách du lịch nhé. Không chỉ riêng là người bản địa ở đây khoảng 50% thôi, còn khách du lịch đến đây rất là đông. Đó, xe cộ các bạn nhìn để kín luôn từ cổng mình xuống. Cái đoạn đường này thì hôm trước mình đã nói đấy, trước sau chắc là mình cũng phải đổ bê tông. Thì hôm qua cũng thấy lãnh đạo địa phương cũng liên hệ đến với kênh bảo cái đoạn này thì có đổ không thì các anh sẽ tạo điều kiện, và nếu mà có thời gian thì nên lên đăng ký. Hôm qua mình cũng đăng ký với địa phương rồi để đổ cái đoạn đường này vào, không phải riêng một mình nhà mình, còn liên quan đến 1, 2, 3, 4 hộ cơ, và các cái hộ xung quanh trong kia nữa cơ, thì lên đăng ký để có những cái chương trình giúp đỡ một phần nào đấy. Nếu mà địa phương mà giúp đỡ được xi măng hay là vật liệu thì tốt quá. Và chỗ này mình phải làm cái biển này, nhiều người bị rẽ vào trong bị nhầm, mình làm cái biển vẫy từ bên này sang nữa. Đây, cho các bạn ra cầu. Đã trở về cho nhà anh chưa? Đây, đồng chưa? Bạn gái vừa nói cũng rất là đúng đấy các bạn ạ, là nhà anh sắm ít áo phao để cho ví dụ những bạn nào mà không biết bơi hoặc là tập bơi thì có thể là thuê áo phao. Quá khủng khiếp đông, các bạn nhìn cái xe kìa. Đấy là có một đoàn đang lên, phải mấy chục người đang lên bên kia nhé các bạn nhé. Bên kia xe để dài từ dưới kia, kín hết chỗ bên kia. Đấy, khi mà đi lên bờ kìa, đoàn kia phải mấy chục người ở đây này.
rộng thật. Đây là đặc điểm của cái chỗ này là không bao giờ sợ chết đuối, là nó không bao giờ sâu. Nó không sâu và nó có cái tràn nước như này này. Đó. Tràn nước cái này là nó giống như kiểu một cái bể sục tự nhiên ấy, à bể sục ấy. Nhưng mà cái này là sục tự nhiên. Tắm lên là nó rất là ấy. Nó rất là kiểu là oxy nó nhiều ấy. Người nó cứ nổi lên hay lắm. Cái này thì nếu theo mình về góc độ du lịch thì Nghĩa Lộ lên về địa phương nên tập trung vào cái suối Bản Nòng này để lấy điểm nhấn của Nghĩa Lộ. Nghĩa Lộ thì rất là nổi tiếng về văn hóa và ẩm thực, nhưng mà về điểm du lịch thì còn hơi mong manh một chút vì sự đầu tư của các nhà đầu tư vẫn còn yếu kém. Cái khu vực trên này thì có thể là trên cầu này này, thì nếu mà địa phương tạo điều kiện thì mai sau mình làm những cái mô hình cọ nước các thứ ấy ở bên trên ấy, và phải dân bản phải đừng có khai thác cát sỏi nữa cơ. Chứ bây giờ cứ khai thác như này nó cũng về mặt địa hình địa chất nó có sự biến động và nó không được đẹp lắm. Có thể chuyển đổi cái ngành nghề của bà con, chuyển sang làm du lịch chẳng hạn, du lịch cộng đồng ấy, mình thấy cái đấy hay mà. Tức là bên chính quyền phải gọi là hướng dẫn tạo điều kiện và hướng nghề hướng nghiệp của bà con từ khai thác cát sỏi sang làm du lịch cộng đồng. Đó, mình thấy cái đấy là hay, vừa là bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, vừa là tạo cái kế sinh nhai lâu dài cho bà con. Chào cháu, mát quá nhỉ. Đoàn kia đang xuống kìa, người nầm nượp trên kia đang xuống kìa, thịt thật đấy. Ra dần suối này cái nhiệt độ nó giảm mấy độ đấy các bạn ạ, 2-3 độ là cái chắc luôn, cái nước suối ấy. Ok, về rồi, chuẩn bị ẩm thực thôi. Ngày mai bắt đầu chuẩn bị ẩm thực, hôm nay thứ bảy, ngày mai chủ nhật thì mình bắt đầu là đưa máy lên nhà chị ấy nhá, đưa máy lên nhà chị mẹ con chị Sao, chị Ánh. Đây, bên trên này thì chị ạ đang chuẩn bị những cái dãy để đệm để khách nghỉ các bạn ạ. Hôm nay có chị gái vào thăm nhà sàn để tới đây vào trải nghiệm thì giúp chị ạ luôn cơ. Giúp chị ạ bên đệm. Vâng, chị ở đâu đấy ạ? Chị ở Yên Bái. À, tận Yên Bái vào đây cơ. Đâu, là chỗ này à? Vâng ạ. Này thì đây thì 6 cái đệm là được, trong kia thêm một cái là được. Dịch cái này sang bên này. Đấy, dịch cái đấy sang. Đấy rồi, cái kia. Cách ra tí đừng có bước chân vào. Đó. Giả công nhá. Nào. Bật quạt lên. Bên kia một cái nữa chị A ơi. Cái vâng, đây là đệm ngủ, mỗi một đệm thì là một người đấy, sạch sẽ như thế này. Vâng, như khách sạn mà buổi tối nay là gia đình họ bao luôn nên là rất là đặt trước chứ, mình phải đặt nếu mà muốn bao chọn phòng thì phải đặt trước khoảng vài hôm. Chứ còn nếu mà mình ngủ cùng đoàn khác thì mình điện trước 1-2 hôm cũng được, hoặc là sáng điện chiều ấy cũng được. Nhưng mà mình muốn bao chọn gói như một đoàn này thì phải đặt trước. Vâng. Vâng. Đông quá thì bao sàn. Bao sàn thì mình được riêng tư. Đúng rồi. Vâng. Thì thoải mái hơn. Thoải mái hơn ấy. Không bị bao sàn thích hơn, nó thoải mái hơn. Vâng, được rồi, đủ rồi. Tối là mới mát nhỉ? Tối mát ạ, tối phải tắt quạt đấy. Vâng,
Dạ. Em muốn kẹp cái ô chuồng ô tô lùn. Vâng ạ. Vâng ạ. Đúng rồi đấy. Buổi tối toàn phải đang ăn toàn phải bảo người ta dậy. Đấy. Hiện tại bây giờ là 7:08:15 các bạn ạ. Đây bàn này chưa ngồi hết. Chú ơi lên bàn chưa? Dạ. Chuẩn bị lên. Bây giờ chào bảo bếp ạ. Đây hiện tại thì khách ngồi gần hết rồi, còn 2-3 mâm nữa các bạn. Kín nhà kia với lại nhà bên này. Đây. Đấy, happy birthday đấy cho các bà lên tối nay xem tivi, xem tivi nhá. Hào hán ơi. Hào hán ơi. Đây toàn là người ở trong trong bản mình. Dạ. Vâng. Cảm ơn các bà. Hôm nay là sinh nhật cháu à? Sinh nhật cháu à? Vâng. Vâng. Tắt cái quạt này mới được. Đây đây để anh tắt cho. Tắt quạt để thổi nến, thổi nến, thổi nến. Đây, 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 đây. Hay đặt bên ngoài cái thổi vào cũng được. Bên ngoài. Từ từ đã. Happy birthday. Vui quá nhỉ. Đấy, cả xóm đi ăn như này vui này. Nào. Hát đi. Đây. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Chúc mừng sinh nhật. Hào hán ơi. Thổi nến, thổi nến, thổi nến. Thổi nến. Ước đi. Mai làm con 99. Rồi, một tràng vào tay nào. Hào hán ơi. Ok, giờ phút này cũng đã muộn rồi thì mình xin phép mình kết thúc video tại đây. Một cái ngày phải nói là rất là vui khi mà được sự ủng hộ. Hôm nay là tròn 1 tháng các bạn. Thì khách đến gia đình ủng hộ. Xin chào. Nhà hàng ẩm thực cái bản càng ngày càng đông. A Tú cũng không biết nói gì, chỉ gửi lời cảm ơn sâu sắc tới quý khách đã bớt chút thời gian đến đây thưởng thức ẩm thực và trải nghiệm nghỉ tại đây, tắm suối tại đây. Video mình cũng xin phép kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong tập phim ngày mai. Lên nhà chị Ánh sao. Chào các bạn.